Cũng tại mẹ bất lực, không giúp được gì cho con, nên con mới ra nông nổi như vậy. Bây giờ lại còn thêm chuyện của ba con. Ông là muốn gì nữa mẹ? Sao ông lấy tiền rồi còn quay lại làm phiền hai mẹ con mình nữa vậy mẹ? Mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Nếu con không ra gặp ổng, ổng mà làm lớn chuyện lên, lúc đó không biết phải làm sao. Hay là mẹ con mình cứ đi gặp ổng, rồi từ từ tính nha. Chuyện gì vậy mẹ? Dự con. Để sao? Mà... Để sao hả? Nếu tôi không về nộp sức thì làm sao tôi biết bà lâu để giấu tôi, hẹn hò chứa chấp tôi trong cái nhà này. Còn mày á, mày đúng là cái thứ ăn cháo đá bát, rủ bỏ công dưỡng dục của tao, đi cướp chồng con gái tao. Mày mau ra khỏi nhà tao đi. Ông à, tôi xin ông đó. Ông, tôi là người có địa vị, có uy tín ở đây, loại người thiếu nhân cách gì đó không xứng đáng để bước chân vô cái nhà này, mày hiểu không? Ông à, ông đừng đặng lời với nó, nó không muốn đâu. Chính con gái của ông mới là người đi cướp tình yêu của tôi. Tôi chỉ là nạn nhân mà thôi, thì tại sao tôi không có quyền giành lại tình yêu của mình chứ? Còn ông thì sao? Rồi sao? Hả? Rồi sao hả? Ông là một người đàn ông ích kỷ. Mày, bao nhiêu năm qua ông coi mẹ tôi là cái gì? Là một người quản gia không công tại cái nhà này hả? Ngọc Anh à, tại sao ông lại đối xử bất công với mẹ con tôi như vậy? Ngọc Anh, con đừng có nói như vậy nữa con. Mày đi, đi ra khỏi nhà tao, đừng bao giờ cho tao thấy mặt mày nữa. Đi thì đi, từ lâu tôi đã không thèm trở về cái nhà này nữa rồi. Nếu như không có mẹ tôi thì tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào cái nhà này nữa đâu. Mày, còn ông, ông đã hứa với mẹ tôi như thế nào? Ông nói lo lắng cho mẹ tôi, nương đỡ tôi, cho nên mẹ tôi mới chấp nhận về đây sống với ông. Rốt cuộc mẹ con tôi bị hất hủi, chèn ép, ông đã nói những gì ông nhớ không? Sẽ có một ngày ông hối hận với những gì ông đã đối xử tệ bạc với mẹ con tôi. Đi, đi ra khỏi nhà tao, đi đi. Ngọc Anh, Ngọc Anh à, Ngọc Anh, Dượng con giận nên nói vậy thôi, con đừng có để bụng. Con chỉ nói những gì uất ức của mẹ con mình phải chịu trong bấy lâu nay. Ông không có quyền ngăn cấm mẹ con mình. Mẹ xin lỗi con, Ngọc Anh. Mẹ cứ ở lại đây đi, con sẽ tự biết lo cho mình. Đến một lúc nào đó con có chỗ đứng ở gia hơn, con nhất định sẽ quay trở lại đây đón mẹ. Ngọc Anh, con...